chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục An ninh Bạc Liêu. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến các đồng chí và các bạn phóng sự ghi nhận công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở các địa bàn giáp ranh. Phần cuối là phóng sự ghi nhận kết quả Ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Kính thưa các đồng chí và các bạn, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân trước dịch bệnh COVID-19, ngoài việc tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường chính tại các tuyến đường nông thôn, đặc biệt là ở các địa phương có địa bàn giáp ranh, Công an Bạc Liêu cũng đã bố trí nhiều chốt chặn liên ấp, liên xã, góp phần ngăn chặn tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên An ninh Bạc Liêu. Xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu là địa phương giáp ranh với nhiều địa phương của tỉnh Sóc Trăng. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, những ngày qua, Công an xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thành lập nhiều chốt kiểm soát trên các tuyến đường bộ. Dọc tuyến sông giáp ranh, các bến đò được yêu cầu dừng hoạt động. Người dân được yêu cầu hạn chế tiếp xúc với nhau. Hàng hóa giao thương được bố trí khu trung chuyển để người dân thuận tiện trao đổi. Riêng cái đường mòn lối mở thì chúng tôi đã khảo sát, rồi là giao trách nhiệm cho các cái tổ phản ứng nhanh của ấp để làm sao chúng ta tuyên truyền vận động. Đối với gia đình, đường mòn lối mở thì không cho những người ra mặt vào. Rồi giao trách nhiệm cho ấp khi phát hiện thì sẽ báo cáo cho cái tổ chức phản ứng nhanh của xã. Thì hiện nay đó thì ngoài ba cái chốt chặn, chúng tôi bố trí thêm một cái tổ phản ứng nhanh để tuyên truyền vận động người tuần tra để xử lý những đối tượng mà không chấp hành. Còn tại thành phố Bạc Liêu, 45 chốt kiểm soát liên ấp liên xã cũng được công an các xã phường trên địa bàn thành phố lập để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là tại các địa bàn giáp ranh. Cán bộ chiến sĩ túc trực 24/24 tại các chốt gác. Những khó khăn vướng mắc của người dân trong quá trình trao đổi giao thương hàng hóa cũng được lực lượng chức năng nhanh chóng tháo gỡ, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tạo điều kiện để người dân trao đổi mua bán hàng hóa được thuận tiện và dễ dàng. Nói chung thì anh em ở đây ở chốt trực thì tạo điều kiện cho bà con mình giao nhận đồ thì bằng cách thức giữa Bạc Liêu và Sóc Trăng thì ở đây có tổ chức là hai hàng rào hai bên là giao nhận từng theo gạch. Coi như là cái người Bạc Liêu mình có giao nhận đồ thì có khu giữa đó, bà con sẽ để ở giữa thì người Bạc Liêu mình quay về thì người Sóc Trăng vô nhận đồ và quay về cái địa bàn của Vĩnh Châu. Trước khi vô giao nhận đồ thì bà con thường xuyên là ở đây nhắc nhở cho bà con là thường xuyên rửa tay sát khuẩn cả lẫn tiền và tay để tránh mà lây lan cái dịch bệnh. Đối với người và phương tiện, riêng về vấn đề người và phương tiện, người đi bộ cũng như là người xe gắn máy thì tuyệt đối là không cho qua cái địa phận của là Vĩnh Châu luôn, và bên ngược lại thì bên Vĩnh Châu cũng không cho qua, coi như là tuyệt đối. Còn về những cái vấn đề mà các phương tiện mà nó liên quan đến vấn đề luồng xanh thì chúng tôi thực hiện một cách nghiêm túc theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như là văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, việc tăng cường chốt chặn kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là tại các địa bàn giáp ranh, là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trước dịch bệnh COVID-19. Kính thưa các đồng chí và các bạn, đồng cảm với những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều việc làm ý nghĩa để hỗ trợ các anh, đặc biệt trong số đó là những bữa ăn do chính người dân nấu để tặng lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Những bữa ăn giản dị, đơn sơ nhưng chứa đầy tình cảm của người dân trên khắp địa bàn tỉnh gửi đến các anh nơi tuyến đầu chống dịch. Có mặt tại gia đình anh Bạch Dũng, ngụ ấp Bờ Sáng, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, cũng vừa lúc vợ chồng anh đang chuẩn bị bữa cơm cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đóng trên địa bàn ấp. Anh Dũng cho biết, nhiều ngày qua, bà con nhân dân trong ấp không ai bảo ai, nhưng hễ có con cá, bó rau là họ đều đem đến để phụ vào bữa cơm cho cán bộ đang làm nhiệm vụ ở đây. Những bữa cơm giản dị nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp của vợ chồng anh Dũng cũng như bà con nhân dân ấp Bờ Sáng, xã Vĩnh Trạch như tiếp thêm động lực để cán bộ chiến sĩ an tâm hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thì cũng tôm thì nuôi cũng từ ao người dân thu hoạch được đó. Rồi người ta cũng đem một ít lại để hỗ trợ phụ anh để lo cho anh em ăn. Rồi chẳng hạn như cá, rồi bánh dừa, bánh tét. Thì trái cây, thức uống, nói chung là cũng địa phương ở đây cũng vậy. Rồi nói chung cũng có những cái bữa cơm rất là ý nghĩa.
Thì cũng đó là cũng một cái tấm lòng của người dân, anh thấy cái đó cũng rất là ý nghĩa để đem lại cái sự ấm áp cho anh em ở đây để làm được hoàn thành nhiệm vụ. Mấy cháu đây cũng là chịu cực chịu khổ, dám túc trực ngày đêm để mà bảo vệ cái vấn đề cái dịch bệnh. Thành thử ra vì cái chỗ đó mà dân người ta thương, dân người ta thương người ta mến, thành thử ra vì cái chỗ đó mà dân người ta mới hỗ trợ về cái vấn đề nhiều. Khi người thì có nhiều của ít lòng nhiều mà, thì cũng như là có ít thì người ta tôm góp một ít, còn người nào mà cái khả năng đã có thì được hơi nhiều chút xíu. Còn đối với gia đình chị Lý Thanh Thanh, ngụ phường 8 thành phố Bạc Liêu, thì từ nhiều ngày nay, chị cùng các thành viên trong gia đình và các bạn đoàn viên thanh niên công an tỉnh cũng đã nấu hàng ngàn suất ăn để gửi đến các chốt trên địa bàn. Mỗi đợt có khoảng trên 200 suất ăn là những suất cơm, suất mì xào được trao đến các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với việc làm của mình, chị Thanh mong muốn được sẻ chia bớt những khó khăn, vất vả của các cán bộ chiến sĩ đã và đang ngày đêm bám chốt để bảo vệ an toàn cho người dân trên địa bàn. Nói chung thì chế thì thấy là ở nhà mình thì cũng chăn ấm em mấy anh em chiến sĩ thì trực chốt rồi nọ, rồi chế thấy vậy ủng hộ tinh thần mấy anh em thôi. Đầu tiên thì chế làm bánh bao cho bên công an phường 3 thôi, rồi xong cái đầu chế mấy bạn mới biết vậy, chế mới nói là vậy chế muốn cho hết các chốt. Không chỉ có gia đình chị Thanh, gia đình anh Dũng, bà con nhân dân ấp Bờ Sáng, xã Diễm Trạch, thành phố Bạc Liêu mà đã có hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh chung tay hỗ trợ, sẻ chia những khó khăn của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chính sự sẻ chia đó của người dân chính là động lực, là niềm động viên để mỗi cán bộ chiến sĩ được an tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thưa các đồng chí và các bạn, mặc dù diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn còn khá phức tạp, song với sự quyết tâm, nỗ lực cao nhất, lực lượng công an đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức tốt Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vui mừng, xúc động, đó là cảm xúc chung của bà con nhân dân khi nhận những phần quà được lực lượng công an trao tại buổi họp mặt Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Cũng giống như biết bao người dân có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn tỉnh, những bao gạo, những thùng mì, chai dầu ăn, nước mắm hay bịch muối, bịch đường, đối với ông Nguyễn Minh Tự và ông Thạch Sơn lúc này là vô cùng trân quý. Vừa giúp gia đình đỡ đần phần nào chi tiêu trong những ngày túng quẫn, vừa là niềm động viên để cùng nhau chung tay với chính quyền địa phương khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch. Tất cả những mấy anh em ở đây là cũng quan tâm cho chú cũng rất nhiều lắm. Tại vì luôn cả cái lãnh đạo phường là Phật tử quan tâm chú rất nhiều. Tại hoàn cảnh chú thím thì đang bệnh là coi như là chữa trị là cũng khó khăn lắm. Cả 10 năm nay rồi là chú là quằn quại, rồi bây giờ anh em ở đây là giúp đỡ cho chú nhiều lắm. Từ cái công tác vừa tiền bạc, vừa cái kinh phí của hoạt động của chú. Cái thứ hai nữa là coi như là nói chung quy ra là phường là lo cho chú rất nhiều. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của công an huyện và công an tỉnh thì chúng tôi xin nhận được phần quà này cũng rất là cảm ơn sự quan tâm đó. Và tiếp theo đây là chúng tôi cũng cố gắng phục vụ giữ gìn an ninh trật tự. Trong mùa Covid này thì vẫn đi tuyên truyền để cho bà con phòng chống dịch trong địa bàn. Khác với không khí tưng bừng nhộn nhịp của ngày hội những năm trước, năm nay do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nên lực lượng công an đã tham mưu ban chỉ đạo 138 các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung chủ yếu vào những hoạt động thiết thực nhất, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, như ôn lại truyền thống, biểu dương, trao thưởng đối với những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thảo luận trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng phong trào, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt là chú trọng công tác an sinh xã hội với những phần quà ý nghĩa cho người dân nghèo chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Kỷ niệm 16 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2021, trong cái bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đã áp dụng
biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã vừa tập trung quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa nâng cao chất lượng các hoạt động hướng tới cái ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những cái việc làm rất là ý nghĩa, rất là thiết thực. Các địa phương, các đồng chí đã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của ngày hội. Qua đó đã nâng cao được cái nhận thức cũng như cái truyền thống, cái lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên cũng như mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Biểu dương, khen thưởng, động viên đối những cái tập thể, những cá nhân có những cái thành tích, có những cái sự đóng góp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Và các đồng chí cũng đã thành lập được nhiều cái đoàn đến tận những cái hộ gia đình có những cái hoàn cảnh khó khăn để nhằm động viên, chia sẻ và tặng những cái phần quà đầy ý nghĩa, đầy nhân ái để giúp cho những cái hộ gia đình này vượt qua những cái khó khăn thách thức trong cái điều kiện dịch bệnh. Tất cả những việc làm đó có thể nói rằng mặc dù trong cái điều kiện rất là khó khăn do dịch bệnh kéo dài, nhưng mà các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp trong tỉnh Bạc Liêu đã thực sự quan tâm đến ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn của tỉnh. Mặc dù được giản lược trong hình thức tổ chức, song nhìn chung, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các điểm trên địa bàn tỉnh đều mang lại ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, cũng như kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do tình hình dịch Covid rất là phức tạp và cũng đang trong cái thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy là năm nay quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp thì chỉ quan tâm làm tốt hai cái nhiệm vụ. Một là thực hiện cái khen thưởng cho các cái mô hình, các cái tổ chức cũng như là cá nhân có thành tích trong cái phong trào phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của địa bàn. Và cái thứ hai là làm tốt công tác an sinh xã hội đối với cái mà hộ chính sách và đặc biệt là đối với các đối tượng mà bà con hoàn cảnh khó khăn và chịu tác động trực tiếp của cái đại dịch Covid-19. Có thể khẳng định, việc tổ chức thành công ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp là việc làm rất đáng ghi nhận, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tạo nền móng vững chắc trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.